Cả nhà mời cả nhà cùng đi thăm một vườn bí thật là tuyệt vời cả nhà nhé. Đang chuẩn bị đón mùa xuân về thì một vườn bí này chuẩn bị ra hoa rồi ra quả rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Ok luôn cả nhà nhé. Rồi lại đang chắc chỉ một tí ở trong bao á, trong bao đỏ này là thế. Cả nhà nhé, bưởi da xanh thì rất là tuyệt vời luôn cả nhà này. Đó. Rồi là cái vườn bưởi da xanh thì là một vườn bí rất là tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Các em nó làm từng hàng cọc lõi của tre già, tre rừng già đó cả nhà, tre mà có gai đó thì rất là chắc cả nhà nhé. Bưởi da xanh cả nhà này tuyệt vời luôn, trời ơi, hóa này. Hoa đẹp mà hoa bưởi da xanh rất là thơm cả nhà. Thơm như kiểu bưởi rừng của nhà của ta ngày xưa đó. Không, nó thơm lắm. Nó thơm lắm cả nhà. Tuyệt vời lắm cả nhà nhé. Và kề vườn như thế này thì là kề vườn như thế này này. Vườn bí rất là tuyệt vời. Hôm nay gần sát Tết rồi, một ngày rất là đẹp trời nữa, lung linh những giọt sương trên đọt bí này, rất là tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Thì là đây là một rừng cỏ THW xanh tần chân trời luôn cả nhà nhé, xanh ngát tần chân trời luôn cả nhà, tuyệt vời đó. Ok, tuyệt vời lắm cả nhà ơi. Tuyệt vời lắm. Xanh tần chân trời luôn cả nhà này. Tuyệt vời lắm cả nhà. Trời ơi. Những giọt sương này. Những giọt sương nó còn lăng lánh lăng lánh. Giọt sương nó còn lăng lánh trên đập cỏ. Nó còn long lanh trên những giọt cỏ sữa TH Dương Níu cả nhà này, rất là tuyệt vời luôn. Chào cả nhà nhé, cô Hai Thương chào cả nhà.